sang khung thành của đội tuyển Anh. Đùa. Chém lại là tức. Hà Lan ơi là Hà Lan, mày chỉ cần cố giữ lấy cái phút cuối nữa rồi là tao được, không phải thua cái kèo bia gì. Đá trên nơi thằng English theo thằng này. Thằng này nó nhăn cái nó chớp được ngay còn phút cuối. Tức thật. Bực hết cả người. Ủa, cô gái là làm cho con uống. Cô gái là làm cái gì không? Kể cả bảo chị Nhím nhá, hai chị em con là bố cấm từ giờ được uống chỗ cô gái Hà Lan nữa, biết chưa? Sao lại cấm à? Không phải hỏi nhiều, tóm lại là không uống là không uống, hiểu không? Uống tới đấy cứ quen mồm là uống, là thấy ngon là bỏ hết, cơm rất là không chịu ăn. Mưa gì là mũi thế không? Ê ơi! Ôi! Đây! Thế là rõ ràng tối qua đi xem bóng đá hẹn nhau. Ông thua kèo chưa nên bảo đi mời đi uống bia, giờ này vẫn còn ngồi để sửa bình biết gì đấy. Thôi ông đừng gãy đầu, nó thua kèo là phải thực hiện thôi. Chị ai bảo không thực hiện đâu. Thắng thua là chuyện bình thường. Phải có thằng thắng thằng thua chứ mới gọi là kèo giao lưu. Thế thì đi thôi. Nhưng mà tôi đánh tiếng từ lúc đi làm đến nay vẫn chưa thấy vợ tôi nữa. Nó đưa tiền, ông cứ vào trong quán trước đi nhá. Xong không thấy đưa thì mình vào mình hỏi, bảo đưa cho anh một vài trăm đi uống một hai cốc bia. Làm về mệt nắng nôi này thì làm mấy cốc bia cho mát có cái gì đâu. Được rồi, cái này đơn giản mà. Có cái gì anh em? Tôi cứ đợi ông xong tôi đi. Bây giờ vào trước ông không vào thì tôi ngồi một mình ở đấy à? Ủa, mà cái thằng English nó hôm qua nó đá kiểu gì không biết. Đúng là tôi ăn rồi đấy. Còn ông mà ăn thì tôi lại nhịn. Thì thằng nào ăn cũng được thôi, nhưng mà được rồi, ông cứ ăn đi. Nên tôi ra cổng tôi đợi nhá. Tôi ra cổng tôi đợi. Được vào lấy tiền xong ra luôn đấy. Ông cứ ra ngoài thì quán trước đi. Nhanh nhanh nhá. Mày thấy rồi. Lại cho anh mấy trăm. Ra thẳng cốc nước cái nóng quá. Chị nhanh không bạn bè anh nó đợi. Nói nghe xuôi một cái mồm nhỉ. Làm như kiểu vợ là ngân hàng ấy. Cho ông có tiền đưa tôi mấy triệu tôi đi giả nợ đi. Bỏ cái tay ra. Em không nói nhỏ được cả. Bạn anh nó đang đợi ở ngoài cổng. Người ta đã to cái lớn với lãnh đạo ở cái gia đình này. Nói nhỏ để ông lớn ăn thì cái gia đình này nó bất chấp từ lâu rồi. Được chưa? Nghe chưa? Nào! Cho anh xin mà chẳng. Ông thích ăn dạo đây không? Không. Em bảo phải ăn to nói lớn. Nào có được không cho anh vậy? Anh xin mấy trăm thủ đi. Lại có thằng nào đứng đợi ngoài kia đây thích tao ai đúng không? Có muốn tôi mở cổng tôi đấy hét ra ngoài thì chúng nó nghe không? Rồi em vừa phải thôi anh xin em được chưa? Xin mấy hai ba. Đây không có để mà xin nhá. Hai ba trăm chứ hai ba mươi nghìn cũng là tiền nhá. Đùa em thế nào? Đây không rảnh rỗi các ông suốt ngày mà được quán xá nhậu nhẹt rồi. Ra kia mà cá độ bóng đá đâu, có tài có giỏi ấy. Đi vay ngân hàng còn điệp, xong mà nhảy lầu, nhảy cầu chúng nó luôn đi để cho vợ con nó thoát. Làm gì anh đến như mức đấy? Ôi giời ơi, không đến mức đấy, một chín một mười như nhau. Bọn anh ấy, chơi với nhau ấy, chỉ gọi là giao lưu thôi, hiểu không? Giao lưu như cái khoản nào ấy, mà không phải mất thời gian, không phải mất tình cảm, không phải mất tiền ấy. Chứ giao lưu về mà để nát nhà ấy, thì cái đấy không phải là giao lưu. Nhưng mà nó có đáng gì bao nhiêu tiền đâu, nó thỉnh thoảng mới có một trận. Đáng gì bao nhiêu? Úi giời ơi, nói thì nghe đơn giản lắm, thế từ sáng giờ ông đã kiếm được nghìn nào chưa? Thì làm cả tháng thì cũng phải có một ngày nghỉ chứ em vừa phải. Một ngày nghỉ? Nếu mà cả tháng mà các ông đi ăn uống một lần ý, thì tôi còn chấp nhận được, chứ ngày nào đi quán đi xá. Làm gì có ngày nào, quân cúc cũng phải 4 năm. Đúng rồi. Mà cái Euro này nó cũng phải ngần đấy năm. Mà may là 4 năm hay ngần đấy năm ấy,
thì một ngày chúng nó mới nhặt được mấy chục đôi dép ở cầu, chứ năm nào cũng có thì chắc là... Nhưng mà anh cũng... không phải là đánh... Bọn anh không phải là những cái người như thế, em hiểu không? Chỉ tạo tinh thần hâm mộ bóng đá một tí thôi, hòa chung với không khí cả thế giới người ta dõi theo. Mà bây giờ anh với lại bạn anh cũng chỉ có kèo uống nước 200, 300 bạc là cái gì mà em nói ghê chết cho thế hả nhé? 300.000 cũng đủ tiền ăn của con tôi đi học một tháng nhá. Không to thì thôi, đừng có nói cái kiểu đấy, anh lại ghét cái kiểu. Tóm lại ấy, là có con này cũng không cho. Không to, anh vẫn cứ lấy ra. Không có gì thì chẳng phải thôi à, gì có gì để chiều thì tôi lựa chọn cho bạn nhé. Chiều nắng nôi này, tôi mất công từ nhà tôi xuống đây bây giờ lại chiều. Thế lúc nào chiều lúc nào có đâu, ông Phóng ông tạt nhà tôi gọi nhá. Tôi không xuống đâu đấy. Được rồi. Nhớ chiều nhá. Được rồi. Tôi không, tối nay còn kèo mới đấy. Anh em mình đàn ông không bao giờ nhậm nhậm như đàn bà mà bảo tôi còn định nuốt lời thua kèo kẹo bia năng tăng là uống kẹt đúng không? Tóm lại là tôi cứ kiếm được mấy vài trăm thì đã, chiều thì gọi tôi nhá. Được rồi, được rồi. Thế nhá, tôi cảm thấy là tôi cũng chưa tắm rửa gì. Quá con à, ô chuẩn bị cơm nước gì chưa? Ôi trời, cơm canh quá gì tí nữa bà nấu thì nấu, có gì ăn đấy. Bảo bà nấu thêm cho con. Trưa nay con ở đây ăn cơm với ông bà với. Ôi trời, cơm thừa khối, bữa nào chả thừa mà gì phải nấu thêm. Mà dạo này thế nào mà ho thở ghê thế? Bị ốm à? Con chết cả năm một tuần rồi con ở trên này cho vợ con biết. Để làm gì thế nào? Bố bảo tức đi đái không được còn khổ còn sướng hơn là cái tức vợ con đấy. Lại cãi nhau à? Cãi nhau cái gì đâu, có cái gì đâu mà cãi nhau. Bố bảo cả đời con mới biết gọi là làm quen với bóng đá là không phải là ai chua mà là hòa chung với lại mọi người, đi xem cổ vũ mấy trận gần đây nó gần chung kết đấy bố. Bạn bè anh em nào nó cũng rủ đi xem rõ là vui, mà mỗi cái thời gian đấy mới là để thoải mái cái đầu óc, cả ngày đi làm về mệt đúng không bố, công nhận không đã? Mà hạ hỏa đi mà ở nhà xem chả được, cái gì phải đi xem chung. Thế thì còn nói chuyện gì nữa bố. Đấy, công nhận không đã bố. Mà nó chửi cho là đúng, đi cả đêm cái gì được mà cả đêm, đặt báo thức 1:30 con mới dậy, 2 giờ mới vào. Thế nào nó chửi? Thì bạn bè đó thì gọi là con muốn mời anh em cốc bia thì về xin tiền nó,
có 200-300 nghìn thôi. Trời, có 200-300 nghìn thôi. Thì nó... Đấy, có 200-300 rồi đấy mà nó cứ nghĩ là con lấy cả 20-30 triệu không bằng ấy. Thì nó không có nó chửi cũng đúng thôi. Nó không cho thì nó im mồm đi. Bây giờ nó lại còn nói là nát mới lại... Đang yên đang lành tự nhiên đi xin tiền đi uống bia uống nước ai lại cho. Chỉ đang phải có lý do gì? Chỉ cái chuyện đấy thì mời bạn bè thì không nói, nhưng mà con bảo là chưa nóng này thì bảo là cho anh vài đồng anh lên mời bố đi ra quán đi uống cốc bia hơi đây. Đấy đến ngay như thế đấy. Con nói rõ ràng là mời cả bố đi uống. Thế thì không à? Mà nó không cho. Đấy bố bảo xin tiền kể cả làm con bảo mời bố. Thế mà nó cũng không cho 1.000 nào. Nó còn chả coi bố ra gì ấy. Thôi được rồi. Này, con cứ về đi. Về bảo nó xong tí nữa bố xuống. Bảo nó. Bố cứ làm như con. Thì vợ con chả bảo được à? Tí nữa bảo có bố xuống. Bố cứ làm như là con bố chồng của nó. Bố vợ của con đây con chưa bảo được kia kìa. Thì cứ bảo lời của bố là tí nữa bố xuống. Đưa tiền để tao đi mua bia. Tí nữa bố xuống. Bố xuống gì? Ừ. Thật không? Xem nó có dám không cho không? Bố xuống luôn nhé. Ok. Em ơi. Bố... Chuẩn bị rồi. Gì đâu? Về là đổi tông giọng thế. Ông Mạnh xuống đấy. Ông vừa điện, ông bảo xuống lâu lâu em đưa tiền cho anh để anh tí nữa anh mời bố ra quán uống cốc bia. Đừng có lấy cái lý do đấy, tưởng con này không biết à? Không có lần nào ông xuống mà không gọi điện đến con gái nhá. Chẳng có cái thằng bố nào ở đây cả nhá. Này, bố. Mày dám nói là bố mày là thế à? Đó, con không có ý đấy. Tao vừa nghe xong, bây giờ mày coi bố mày không ra gì phải không? Không phải. Mày coi chồng mày không ra gì thì đã đành. Mày còn coi cả bố mày tai còn nặng lắm đâu. Sao bố cũng vào hùa bố nói con. Hùa cái gì? Rõ ràng tao đến cổng tao nghe. Đấy bố ạ, bố con mình giờ chả ra chó gì cả. Con nói thật. Chả cái gì mình phải rõ ràng mà chứ. Mình là thằng đàn ông cơ mà. Mà, đừng có mà đực nước vào lần tới nhé. Lần tới cái gì? Anh có bảo gì đâu. Mà bố nói cho con biết nhé. Hồi vợ chồng để mà nó thuận hòa với nhau ấy, thì chỗ đấy bố cảm thấy nó đã bình thường rồi. Thôi tốt nhất con cho nó đi. Bố ơi, bố không bênh con gái bố thì thôi, lại còn đòi bảo cho tiền để đi thì trời, quán xá bia bọt. Trời nắng nóng này nó giao lưu. Thỉnh thoảng nó giao lưu bạn bè. Giao lưu cái gì? Một vài chục một vài trăm. Giả tay ta đi cá độ bóng đá với nhau, cá cược ấy. Em đừng có oan như người ta thế chứ. Có một oan thị màu. Bố xem con từ ngày xưa đến giờ con có chơi bời lêu lỏng vớ vẩn cái rượu chè cờ bạc gái gú linh tinh gì đâu mà con không chủ. Bố là chồng. Bố công nhận không? Thì chả thế. Mà con không biết là bố đẻ con, bố đẻ ra anh ấy cơ. Mà tốt nhất mày không nói nhỉ. Tốt nhất đưa cho nó đi. Này nhá. Để nó giải quyết xong. Nhanh lên con ơi. Tôi nói cho ông biết nhá. Nể mặt ông vãi nhá. Tôi mới cho ông 200. Hôm nay bố không xuống ấy, đứng hòng lấy được 1.000 được con này nhá. Như là bố thí. Ôi. Đấy bố xem. Nó xoắn xoắn như kiểu bị đái dắt thế này ấy. Thế này được có người không? Được có hơi mỏi không? 200 à? Vả. Thì nhiều nó ít đủ con ạ. Miễn là có là được rồi. Mình phải gắt lên tí thì vẫn còn lắm. Đấy một tí. Lạc dạng như bố nhỉ. Thế nào cũng được. Nhưng mà thế là được rồi. Nhưng mà hay để chiều thì bọn. Hay để chiều thì bây giờ con cũng phải. Lại đang đi đón nước lúa. Quên mất không để chỗ. Ít mà nó lại thấy cạn khô đi đón nước cả buổi sáng không được giọt nào thì có mà. Chiều thì sẽ chẳng bảo bố là từ đến chiều mới xuống. Bây giờ thì chỉ chưa nắng lên bảo bố xuống thì bố bảo con đang thì bực mình thế thì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái việc làm gì nữa đúng không? Thôi được, bố cứ về trước đi nhá. Được, trong chiều có gì thì con lên con đón. Chẳng phải đón đâu,
hẹn bố mấy giờ bố xuống? Vâng. 4 giờ chiều nhá. Được, bố cứ ở nhà con lên con đón. Chả biết ông đồng ngũ nào của ông ấy đi Mộc Châu Trường Lạ về biểu ông ăn một cân thịt trâu gác bếp, ông bảo mua bia lên cho ông đấy. Chả biết em còn tiền không. Sao ông dạo đây sao mà đổ đốn thế, suốt ngày uống thế thì tiền đâu mà làm kịp đưa cho ông đi ăn uống ở quán thì uống bia. Anh cứ hỏi thế có gì, chị đưa anh ra mua một két bia lên cho các ông ngồi với nhau thì kệ, chị không thì thôi. Trời ơi. Mà không cho thì không đẩy, không cho thì sao xuống còn cái kiểu tự ái cơ. Đây, chả nhẽ lại xé đôi. Mua là mua một thùng thế đấy, còn thừa đâu là mang về nhà hết tiền rồi. Anh có tiêu gì đến tiền đâu. Em xem từng ngày anh có tiêu gì đến tiền không. Chủ yếu thì ông thích uống nóng này thì bây giờ ông bây giờ có tuổi rồi, còn vui vẻ được bao lâu nữa. Mà thời trẻ thì ông đã vất vả nhiều rồi, có biết giọt bia là cái gì đúng không. Dạo này nỏ họng lại thương bố vợ thế. Đợt trước số định bảo con gà bắt thịt cho bố ăn thì kêu mua đậu thôi. Được. Tại sao lại em kể cái chuyện quá khứ vào nhỉ? Lúc đấy mình mới ra ở riêng thì anh cũng chỉ nghĩ cho gia đình chứ. Mới ở riêng được chục năm, nhưng mà ở lâu thì chắc là cũng sắp xuống hố. Bữa cầm một đồng của em của anh thấy nó còn nhục hơn cả đi làm thuê. Mà may tao còn là cái thằng gọi là có tinh thần gọi là vì gia đình chịu nhục quen rồi đấy. Không có chịu nhục nữa tiền đấy. Phải như thằng khác lằng nhằng nó uất nó nhẹ cầu còn hơn cả thua cược bóng đá càng rộng đất. Ui giời, lầu có lửa quá. Ui con à, này cái tháng này làm nghe bảo tăng lương tăng phụ cấp mà bố được 10 mấy% à. Con cũng mong bố lấy lương đi, bố lấy lương bố đỡ con phần nào đi. Chứ con sắp chết đói đến nơi rồi. Gì mà chết đói, làm gì mà ghê chết đấy. Con nói thật với bố nhá, con dành dụm được mấy đồng tiền bán gà. Thế là tuần nay là cống hiến cho bố với chồng con hết rồi đấy. Con trả con nghìn nào nữa đâu. Con nói thế là thế nào. Mà bố ấy, có tuổi rồi, rượu bia ít thôi. Đến lúc nó men gan cao lên, nó sơ gan thế là đến lúc đấy không sống được để mà hưởng nhận tiền lương đâu. Mà con nghe ai nói là bố rượu chè. Một tuần nay không ngày nào lỡ gì là con không xin tiền để mời bố đi uống bia đâu. Nó mời bố. Thì từ cái hôm bố xuống đấy, ngày nào nó cũng xin tiền. Úi trời, bố được mụn nào của nó mời chứ đâu. Đấy. Đấy cái gì? Cháy nhảm ra mặt chuột nhá. Cháy cái gì mà cháy, con một cười thật đấy. Bố làm gì bố được hớp nào. Thế cái hôm đầu tiên bố bảo con là nó mời bạn bè nó thì nên cho nó tiền. Chiều hôm đấy bố mải đi đuổi trâu ngoài vườn sắn, thế là nó bảo đến đón bố có thấy đâu. Thế là một tuần nay ông ấy viết sạch mấy triệu của con. Mà bây giờ con không biết đâu nhá. Cái tội đấy ấy, là bố phải gánh. Bố làm hư con rể bố ấy. Gánh cái gì mà gánh. Thế bây giờ bố bảo con là phải cho ông cái tiền đi uống bia. Thì có mỗi cái hôm đấy thôi. Thế bây giờ bố lại còn nói là không có cái chuyện mà nó đi ra ngoài chơi bời mà nó không rủ rê bố. Thì bố bảo lâu lâu một tuần thì đấy có mỗi hôm đấy thôi. Còn con bảo tuần nào ngày nào bố cũng uống được giọt chất tòi nó được khô hết cả mồm nữa làm gì có. Rồi ôi, bây giờ là con không biết nghe ai, không biết tin ai nốt ý. Bây giờ bố làm nào làm bố xử thằng con rể của bố cho bố. Con về con xử nó trước. Sao lại thế nhỉ? À, hóa ra thằng
thằng con dề chơi chơi đều bố vợ ở đây mà. Bố chưa được mụ nào mà nó gài cái kiểu này. Cứ lấy bố vợ ra để nó lấy lý do để nó lấy tiền của vợ nó.